Bây giờ là phần cập nhật số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, số ca COVID-19 đang tiếp tục tăng rất cao trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh, 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 154 ca COVID-19. Trong số này, 42 trường hợp F1 trong khu cách ly tập trung chuyển thành F0, 7 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa, và có đến 105 ca phát hiện mới trong cộng đồng, tập trung nhiều nhất ở thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu, và cả 7 huyện thị thành trong đất liền. 24 giờ qua, đều có ca nhiễm COVID-19 mới phát hiện. Trong số 105 ca COVID-19 mới phát hiện, thị xã Phú Mỹ ghi nhận 41 ca, với 26 ca có liên quan đến ca bệnh đã được công bố, 6 ca lây nhiễm từ vùng dịch Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, và 9 ca chưa xác định được nguồn lây. Thành phố Vũng Tàu ghi nhận 40 ca, trong đó 27 ca là người lao động thuộc công ty giày Uy Việt, chưa xác định được nguồn lây. 3 ca liên quan đến ca bệnh đã được công bố, 8 ca chưa xác định được nguồn lây. 2 ca nhiễm từ người từ Trà Vinh trở về, 9 ca tại huyện Xuyên Mộc với 5 ca có liên quan đến ca bệnh đã được công bố, 1 ca chưa xác định được nguồn lây, 3 ca từ tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh trở về, 8 ca tại huyện Châu Đức với 7 ca đang được xác minh thông tin, 1 ca là lao động thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giày Uy Việt, 4 ca phát hiện ở thành phố Bà Rịa, 1 ca tại huyện Long Điền đang chờ xác minh thông tin, 2 ca tại huyện Đất Đỏ có yếu tố dịch tễ từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, toàn tỉnh có 38 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện. Tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi tại Bà Rịa Vũng Tàu hiện đã kéo giảm xuống 86,4% do số ca nhiễm COVID-19 đang tăng cao. 91 điểm dân cư đang bị phong tỏa do liên quan đến ca mắc COVID-19.